dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình thơ Thời Hoa Lửa nhằm tri ân các đồng chí đồng đội đã anh dũng hy sinh, góp phần xương máu tô thắm lá cờ vinh quang của quốc, đồng thời cũng tri ân và ghi nhận và biết ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã vượt lên nỗi đau, góp phần cống hiến hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Xin thay mặt cho Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy Vĩnh Phúc và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và các bạn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khán giả, nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2013, hôm nay Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tổ chức chương trình thơ với tựa đề Thời Hoa Lửa nhằm mục đích tri ân đồng đội đồng chí đã anh dũng hy sinh và góp phần xương máu tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, đồng thời cũng ghi nhận và biết ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thân nhân anh hùng, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ đã vượt lên nỗi đau, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, ấm no và hạnh phúc. Mở đầu chương trình thơ, chúng tôi xin giới thiệu bài thơ Côn Đảo của tác giả Đỗ Nguyên Lượng. Ông vừa là người lính một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đã quả cảm chiến đấu với kẻ thù. Chẳng may sa vào tay giặc, vẫn kiên cường và vững tin cách mạng. Hiện ông là chủ tịch Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Vĩnh Phúc. Bài thơ Côn Đảo do nghệ sĩ Lệ Mỹ trình bày. Tôi muốn một lần xa Côn Đảo, viên ngọc trời nam giữa sóng biển xanh, đặt bông huệ trước mộ chị sau, hàng dương xanh nghi ngút những linh hồn. Lần dấu tích Bác Tôn ngày trước, người Việt Nam trên chiến hàm Giang Đông, kéo cờ đỏ giữa trời xanh ban tích, nã đại bác vang rền vào cung điện mùa xiềng xích xà lim hoang tàn hoen gì, tán bằng xanh vẫn mãi tươi xanh, cùng tiếp sức cho những người cộng sản vì độc lập tự do chẳng quản. Rừng mướt xanh líu lo chim hót, những chiến sĩ năm xưa tóc trắng da mồ, đàn trẻ vui tung tăng tới lớp, cờ đỏ tung bay trong ánh mắt Kính thưa quý vị khán giả, chiến tranh đã lùi xa chúng ta, nhưng những dư âm của bản hùng ca 9 năm làm một Điện Biên nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng hãy còn sáng chói trong trang sử đó. Những người anh, người cha, người chú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, hiện còn nằm lại ở Điện Biên.
và trong một lần đi thăm và tìm lại mộ người chú ruột, tác giả Nguyễn Ngọc Tung, nhà thơ, hiện là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, đã tìm thấy thân nhân của mình. Cảm kích chân thành, bài thơ Nắm đất Điện Biên của tác giả đã được hình thành. Cháu vượt suối sâu đèo cao, về đây tìm nơi trú nằm. Điện Biên núi rừng xanh thẳm, mây ngàn, chú về đó chăng? Cháu lần tìm trong nghĩa trang, sao chưa thấy dòng tên chú? Tên người liệt sĩ vô danh khắc lên mặt trời cháy đỏ. Cháu đứng giữa đồi lộng gió, vời vợi trời đất tìm nhau. Chú đã hóa vào thẳm sâu, mênh mông đất trời sông núi. Năm mươi năm rồi chú nhỉ, chú đi cháu mới lọt lòng. Quê mình đổi thay nhiều lắm, chú về có ngỡ ngàng không? Xin một nắm đất Điện Biên đưa hồn chú về với bà. Năm nay bà già yếu lắm, chỉ mong gặp chú một lần. Nắm đất chân nhang thầm cháy. Là vợ một thương binh 2/4, chị cảm thông rung động về quá khứ hiên ngang của những người chiến sĩ đánh địch trên mọi nẻo chiến trường. Tâm hồn thi sĩ đã khắc họa nên bài thơ Khí phách Việt Nam. Đồng đội hy sinh, súng ghì cát bỏng, phút mặc niệm nửa chừng, địch liều chết xông lên. Vỗ mặt quân thù từng loạt trung liên, B-40 phóng liền năm quả. Đó là nội dung bài thơ của tác giả Minh Hòa. Bài thơ do chính tác giả trình bày. Trung đội còn 10 tay súng dàn ngang phía sau lưng, biển Tam Giang dựng xong, đồng đội hy sinh sung kỳ trên khắp vòng, phút mặc niệm nửa chừng, địch nhiều chết xông lên. Vỗ mặt quân thù từng loạt tiểu liên, B-40 phóng liền năm quả. Lựu đạn chập đôi liên cùng bọc phá, hỏa lực nghiệp đồng, đội hình địch vỡ vang. Chiến hào rung lên pháo tầm gần tầm xa, nào bom phạt, bom khoan, bom lửa, đất đá cỏ cây cháy hồng, trận địa mười con người vẫn chốt vững nơi đây. Trận đánh ngày xưa giờ kể lại cho khuây,
chẳng mong cháu con xây bom xây đàn. Độc lập tự do không thể đến mua tan quá khứ hào dựng khi phách Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, là người lính đã một thời chinh chiến những cung đường người lính đi qua, gương dũng cảm hy sinh của các cô gái thanh niên xung phong còn đọng mãi trong tâm trí của ông. Trở về hậu phương, đứng trên bục giảng đường, tâm hồn lại có dịp được rung lên. Đó là bài thơ Những lời tri ân của tác giả nhà giáo Vũ Thế Đường. Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lệ Mỹ. Em vừa chợp mắt thôi mà gió ơi nhẹ nhẹ lại qua nơi này. Ngủ đi em, ngủ cho say. Những bông huệ trắng hương bay khắp vùng. Vẹn toàn chữ thủy chữ chung với đồng đời, với non sông, với đời. Tuổi xuân 19 đôi mươi, hoa ngâu mãi nở trên môi em cười. Bâng khuâng sao xuyên bồi hồi, nén tâm nhang nói thay lời chỉ. Tiếp nối chương trình bài thơ Chia tay mùa hạ của tác giả người lính Lê Khánh đã khắc họa hình ảnh buổi chia tay của đôi trai tài gái sắc đã tạm gác tình yêu vượt lên trên là tình yêu tổ quốc. Chiếc ba lô dính bụi theo anh ra chiến trường, pha hương đồng gió nội ấm áp tình yêu thương. Chia tay em mùa hạ, cơn bão vừa đi qua. Hàng cây sơ xác la, trong mưa rơi nhạt nhòa. Chiếc ba lô dính bụi, theo anh ra chiến trường. Pha hương đồng gió nổi, ấm áp tình. Ruộng cồng phiên pha cát, đất liên bì gian châu. Đỉnh trường sơn anh hát, giọng đặc trưng quê. Những địa danh anh tới, nơi nắng lửa gió Lào, nơi dòng sông bên đời, nơi rừng tràm cù lao. Những ngày đi đánh giặc,
phá tan bao bốt đồn. Từ vạn tường ấp Bắc đến đình Ngũ Hành Sơn, trên mình đầy thương tật, mảnh đàn găm trong đùi, một cánh tay đã mất, một bên mắt thành đuôi. Thương tàn nhưng không phế, anh vẫn như thuở nào say sưa làm kinh tế, như đứng trên chiến hào. Thưa quý vị, có mặt tại đây, chúng ta luôn luôn trân trọng, luôn luôn biết ơn những người thanh niên tuổi xuân 18 đôi mươi. Tương lai phía trước rộng mở, giấy báo trúng tuyển đại học còn đón chờ. Song với tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, nước còn giặc còn đi đánh giặc, chiến trường rục rã bước hành quân. Người thanh niên đó là ông Nguyễn Minh Đăng, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, một thương binh đã chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị năm 1972. Bài thơ Thăm Lại Chiến Trường Xưa của ông đã minh chứng cho cuộc chiến cam go ác liệt đó. Bài thơ do chính tác giả trình bày. Sau 40 năm, tôi thăm lại chiến trường xưa. Những địa danh hào hùng đã đi vào lịch sử. Sân bay Tà Cơn, sân bay Ái Tử, trận Làng Vây đường chín Khe Xanh, cam lộ Cồn Tiên dốc Miếu Khe Xanh, hướng hoa Triệu Phong Hải Lăng sâu nặng nghĩa tình, đêm Thành Cổ chốt bên bờ Thạch Hãn, hướng Chi Biêu sáng rực trời lửa đạn, trận Thanh Lương Phong Điền bao người bạn anh dũng hy sinh. Đất nước đã hòa bình, chúng tôi đón các anh về nghĩa trang yên nghỉ, nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường Chín có hơn 2 vạn mộ liệt sĩ. Các anh thanh thản nằm lại nơi đây. Tổ quốc nhân dân không bao giờ quên mảnh đất này, đã chiến đấu dũng cảm kiên cường để có được hôm nay. Quảng Trị đang thay ra đổi thịt hàng ngày, bật lên muôn mầm sự sống. Bến vượt đêm nay giữa trời cao lồng lộng, lễ cầu siêu hơn 2 vạn ngọn hoa đăng, tưởng nhớ các anh nơi chín suối Vĩnh Hằng. Tôi xin thắp nén hương trầm niệm hồn liệt sĩ xa xong niết bàn. Bài thơ Mưa Trên Thành Cổ của nhà thơ Nguyễn Công Dương đã khắc họa cuộc chiến cam go ác liệt của một thời đạn lửa. Dòng sông Thạch Hãn, nơi giữa ta và địch giành giật từng tấc đất, từng khúc sông. Trở về Thạch Hãn thăm sông mà nghe sóng vỗ đáy lòng còn đau. Trở về Thạch Hãn thăm sông mà nghe sóng vỗ đáy lòng còn đau. Bao đồng đội dưới dòng sông, bom cày đàn sơi một màu máu loạn. Tên chi quê quán bản làng, mộ bia chỉ thấy hàng hàng khuyết xanh. Thắp nhang khói quần quanh thành, giữa trưa có trần mưa lành mà
Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Công Dương với bài thơ Mưa trên thành cổ. Kính thưa quý vị, là người lính, nhà thơ Trọng Quyết lại có tiếng nói riêng của mình qua bài thơ Rừng cây đồng đội. Và đó là tình cảm của những người lính với những người lính đã một thời đứng chung chiến hào, nay đã trở về địa phương để chăm lo làm kinh tế. Rừng cây xanh ngắt, tác giả đã liên tưởng đến đồng đội ai mất ai còn, lòng tràn đầy cảm xúc để làm nên bài thơ trên. Sau đây xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe bài thơ Rừng cây đồng đội do chính tác giả trình bày. Bao năm xa, nay có dịp trở về, tôi ghé thăm rừng cây đồng đội. Chúng tôi gọi từ những năm ở lại, mỗi người trồng một gốc trước ngày đi. Dưới tán xanh, ong kiếm mật rù rì, gõ mãi những thanh âm êm ả. Tôi nhìn lại, đồng đội, những hàng cây còn đủ cả, lòng bỗng rưng rưng, ai mất? Còn đây là Tiến, có đôi bàn tay thon, dáng con gái hay cười.